Test luôn khả năng này. Đấy, mọi người thấy sao? Mình sẽ chỉnh lại tốc độ này. Điện máy Trinh Hải xin chào tất cả mọi người. Chắc khả năng dư âm của tối hôm qua khi chúng ta xem trận bóng đá đỉnh cao giữa Việt Nam và Trung Quốc, một cái tỷ số mà mọi người không hề mong muốn cho lắm, nhưng đó là một cái trận đấu mà quá nhiều áp lực. Các cầu thủ chúng ta đã thật sự cố gắng. Nói chung là tỷ số đấy là mình nghĩ là nó cũng ổn thôi. Nói chung là kịch bản là 3-2. Còn đến ngày mùng 1 Tết đá tại sân Mỹ Đình thì chúng ta sẽ phục thù sau. Máy khoan động lực của Harden, con này là có thể khoan được cả bê tông nhé. Mã của sản phẩm nó là 750172, 100% là đồng. Con này giá của mình trên thị trường đang bán là 525.000 miễn phí vận chuyển giao hàng toàn quốc. Và đây là những cái thông số cơ bản thôi. Đấy, cái thông số cơ bản này. Đầu này là đầu 13 này. Tốc độ không tải của nó 2800 này. Công suất của nó là 710W này. Đấy, tần số này và điện áp này. Nói chung là con này mà giá được 525.000 là mình thấy là được cả giá cực kỳ là ưu đãi, giá cực kỳ là tốt. Khả năng là giá này còn tốt hơn cả hai con DCA hôm bữa mình đã giới thiệu. Nó còn đắt hơn, hai con DCA còn đắt hơn, mà con này có thể khoan được cả bê tông nữa. Thì không biết là bên trong nó sẽ như thế nào. Mình cân trước này. Cả hộp phụ kiện cả máy thì nó sẽ có cân nặng là 2 cân 2. 2 kg 2. Còn máy của mình thì nó hơi khó. Đây. Đây, chi tiết đi bên trong máy thì có thẻ bảo hành của Harden, sách hướng dẫn sử dụng, toàn bộ là màu đen và màu cam, và một cặp cửa than dự phòng không hết đâu. Đây, tay cầm phụ này. Đó. Và đây là cái khoang của mình. Mọi người nhìn thấy thế nào nhỉ? Hãy cho mình một ý kiến bằng cách comment vào bên dưới cái phần mô tả nhé. Đấy, bên dưới cái phần bình luận này. Đẹp. Này là nhựa đặc này. Nhựa cứng luôn đấy. Toàn bộ chỗ này là bằng báng cao su này. Mọi người nhìn kỹ này. Đấy. À, đây là đầu để lắp mũi của nó này. Chỗ này này. Cái bên chỗ này là đảo chiều để mình khoan này. Tĩnh tiến hay khoan nó có động lực hay khoan thường này. Đấy. Do là máy mới nên nó hơi vậy thôi. Mình dùng một thời gian thì công tác sẽ nhạy hơn. Không có gì cả. Đây, cái này điều chỉnh được tốc độ này. Con này mình thấy có lợi thế hơn của DCA. Lý do tại sao? Cái điều chỉnh tốc độ của nó ở đây này. Thì ở DCA thì nó sẽ chỉ có một bên thôi. Nhưng con này là vặn hai bên thì nó dễ hơn. Đấy. Nói chung là màu mè con này là ok đấy. Mà không biết là khả năng làm việc như thế nào thì tí nữa mình sẽ test luôn khả năng mà khoan bê tông. Đấy, khoan bê tông là cái nặng nhất rồi, chứ còn khoan gỗ, khoan sắt thì nó lại đơn giản hơn. Rồi ở clip tiếp theo thì mình sẽ đem ra mình đi so sánh cái giữa con này và hai con DCA mà mình đã giới thiệu lần trước. Đây, dây điện nhé, không có gì cả đâu. Tay cầm phụ thì mình có thể lắp vào đây thôi. Đây, mình lắp vào đây. Đó. Ok, mọi người cùng với mình sẽ đi test và khả năng khoan bê tông của con này sẽ như thế nào này. Xem đúng như cái mức giá mà như thế này 525.000 miễn phí vận chuyển hay không nhé. Đây, mình sẽ test thử tiếng máy cho mọi người nghe trước để có một cái nhìn khách quan này. Đó, mình điều chỉnh tốc độ này. Đó. Gió phải mạnh hơn đúng không ạ? Okay. Và bây giờ mình sẽ test cái khả năng là khoan bê tông của con này nhé. Đây. Test luôn khả năng này. Đấy, mọi người thấy sao? Mình sẽ chỉnh lại tốc độ này, cho khoan từ từ thôi. Tại vì cái con này nó không phải là chuyên khoan chuyên đục, mà nó chuyên mà cả ba cái bốn chức năng, vừa bắn vít này, vừa khoan sắt vừa khoan gỗ.
và có thể là khoan được cả bê tông. Nên là mỗi lần mình khoan muốn khoan bê tông ấy, thì mình phải chuyển nó chế độ động lực cho nó này. Đây, mình gạt sang bên đây nhá. Đó. Và sẽ sử dụng công tắc đảo chiều ở bên này, thì mình sẽ gạt sang hướng của cái kim nó ở bên này tiến lên, ý là tịnh mình tiến lên và mình hơi dí. Và thứ hai nữa, mình phải điều chỉnh cái tốc độ của máy làm sao cho nó quay vừa thôi thì máy nó sẽ khỏe nhất. Đấy. Thế thì mọi người muốn mua máy hoặc các dụng cụ điện ở bên điện máy chính hãng thì hãy alo số điện thoại 0915935868 để mình sẽ có thể tư vấn các dòng thông tin, các dòng máy dụng cụ điện cầm tay nó phù hợp với gia đình của mình hơn. Và mọi người đừng quên hãy cho mình một like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ shop làm thêm nhiều các sản phẩm review chính hãng hơn của thương hiệu Hà Đần. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.